8. Họ đã có chiến thắng rất đậm trong trận đấu ra quân với tỷ số là 12-2. Chiến trước thủ Mẫn Xá Long Châu. Với cách biệt này thì quá khó để cho Quan Độ có thể bị loại, ngay trừ khi Quan Độ thua với cách biệt 20 bàn. Đó là trên lý thuyết rồi thôi. Còn trước đội bóng Quan Độ ở giải đấu này thì chắc chắn rằng sẽ khó cho đại diện nào, và đặc biệt các thủ Lạc Nhuế. Giải đấu này Lạc Nhuế được đánh giá không quá cao khi mà đã thất bại trong trận đấu ra quân trước các thủ Mẫn Xá Long Châu với tỷ số là 3-2. Và đó gần như đã khép lại tấm vé vào vòng 1/8 của thủ Lạc Nhuế. Thế thì nhạc Lạc Nhuế cũng chỉ mang tới sân đúng 8 cầu thủ thôi. Anh em ta chờ đợi liệu rằng có bất ngờ với Lạc Nhuế, họ chỉ cần một chiến thắng với cách biệt tối thiểu là được. Và xử lý không thành công đến từ vị trí của Tiến Linh. Đá phạt cho cầu thủ Lạc Nhuế. Đánh đầu. Như vậy là bàn thắng rồi. Bất ngờ đã xảy ra, 1-0 dành cho đội bóng Lạc Nhuế. Rất bất ngờ. Người đã ghi tên mình lên bảng tỷ số đó là Văn Chiến. Với thủ Quan Độ hôm nay dù họ có thua đi chăng nữa, với cách biệt nhiều bàn thì họ cũng rất nhiều cơ hội để đứng nhất bảng đấu này. Chúng ta chờ đợi. Bước với trận đấu này thì Quan Độ cũng đang khá bình thản thôi. Họ không đưa ra đội hình mạnh nhất của mình. Nhưng với đội hình hiện tại thì Quan Độ vẫn đang đánh giá cao hơn cầu thủ Lạc Nhuế rất nhiều. Dứt điểm từ xa, không vào. Tiếp tục là pha dứt điểm đến vị trí của Văn Mạnh. Trận đấu đang quay phát trực tiếp trên fanpage của Bình Viêm Lê Nhung. Hy vọng là anh em cũng sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ cho cuộc chiến này ạ. Là một trận đấu và hy vọng rằng sẽ có phép màu xảy ra với cầu thủ Lạc Nhuế. Chào tất cả anh em nha. Anh em đánh giá sao về cuộc chiến này? Ngày hôm nay thì Quan Độ chắc chắn rằng họ giống như cuộc dạo chơi thôi. Một cuộc đá tập. Thái Sa Lêm không vào. Không thể đi được. Một pha bóng trước khung thành 3m bỏ trống nhưng bọn bò lại bỏ lơ. Và đặt lòng đập xa ngang và sau đó là bóng đi ra ngoài. Ngày qua thì Quan Độ đã có cuộc đại chiến ở giải Ngõ Sáo Bình trong loạt trận tứ kết. Giải đấu mà Quan Độ vẫn được đánh giá rất cao thôi. Nhưng trước một cầu thủ Tam Hợp, bóng thể hiện không quá xuất sắc ở vòng loại, nhưng họ đã có những tân binh vô cùng chất lượng để tạo ra một cú sốc khi mà đánh bại được đương kim ứng cử viên trước vô địch ở giải đấu này, đó là Quan Độ trên loạt penalty. Còn với Lạc Nhuế thì họ cũng vừa thất bại ở trong giải U21 Yên Phong mở rộng. Cơ hội xuống đáy biên, Tiến Linh chuyển ra không thành công của Tiến Linh. Xin chào tất cả anh em nha. Hôm qua là chúng tôi vừa tác nghiệp ở giải Ngọ Sáo Bình, những cuộc đại chiến của Yên Phong và Hiệp Hòa Bắc Giang, những cuộc đại chiến của Bắc Ninh và Bắc Giang vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. 4 trận đấu tứ kết thì 3 trận đấu đã phải giải quyết trên loạt penalty. 5 đại diện của Yên Phong cơ hội Hùng Cá Rô. Hùng Cá Rô! Đó là đẳng cấp. Một pha đi bóng tốc độ và sau đó là cú dứt điểm trái phá của Hùng Cá Rô, tỷ số là 1-1. Quân Độ thì sẽ cố gắng để tạo ra độ khó này cho game một chút. Chứ trận đấu nào mà cũng dụ vùi dập những đối thủ yếu quá thì lại thay người. Đây trọng tài Lạc Nhuế thay người, Đoàn Pogba ra sân. Và vào sân đó là gương mặt của Đình Tuấn. Cầu thủ thứ
Đặng Nhuế đã có tăng cường thêm về mặt hàng phòng ngự rồi. Số là một điều bất ngờ đã xảy ra, nhưng rồi sau đó Quan Độ ngay lập tức đã thể hiện được đẳng cấp của mình với bàn thắng của Hùng Cá Rổ. Xin chào Trần Vân Hòa nhé. Hôm nay thì idol Nghiêm Quang không có mặt trên sân. Đây là một trận đấu không quá quan trọng với thủ Quan Độ. Chính vậy mà họ cũng đã không mang một đội hình mạnh nhất, một đội hình có sự kết hợp của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, cùng với đó là chào quý chấp Adam Chao Đề của Quan Độ. Ngày qua anh em xem trận Quan Độ và Tam Hợp thực sự là một trận đấu hấp dẫn bậc nhất của giải đấu đó với chất lượng chuyên môn. Với đó là những sự tỏa sáng của những ngôi sao. Cơ hội không vào. Câu trả lời. Và xin chào Tuấn Dương nha. Cảm nhận về giải Ngọ Xá thì thực sự rất nhiều cảm xúc rồi. Khó có thể miêu tả hết trong thời gian ngắn được. Chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm và hòa mình vào giải đấu lớn này. Chúng tôi cũng rất vui khi mà được tiếp lửa và truyền thông cho giải Ngọ Xá Vân, một giải đấu lớn và quy tụ nhiều những ngôi sao. Với Quan Độ thì họ không có ngoại binh. Như tôi đã nói thì Quan Độ chấp ngoại binh, nhưng ngày qua họ cũng đã thể hiện được sức mạnh của mình. Chỉ đáng tiếc là may mắn đã không thuộc về Quan Độ mà thôi. Trên loạt sút penalty thì Quan Độ đã thất bại. Nghiêm Quang đánh đố bình luận viên rồi. Bình luận viên thì nếu như mà lúc nào xong trận vào đá không có thủ môn thì ok, chắc chắn là ghi bàn. Xin chào anh Khang Nguyễn nhá. Tiên Trà thì ngày mai sẽ đá thì phải. Đúng rồi, ngày mai sẽ chạm trán với cầu thủ Quan Đình. Đó là một cuộc chiến để tranh tấm vé còn lại vào vòng 1/8 ở giải đấu này. Ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ đến với những trận đấu cuối cùng vòng 3 của giải Chí Long Open. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm ra những đại diện còn lại vào chơi loạt trận vòng 1/8. Ngày mai thì Quan Đình và Tiên Trà sẽ đá trận thứ hai. Xin chào Cường Tiger nhá. Ngày qua Trung Lạc thực sự có một trận cầu đầy cảm xúc và quả cảm để giúp cho đại diện Yên Phong có tấm vé thứ hai vào bán kết, để tạo ra một thế vạc cân bằng hơn khi mà giải Ngõ Xá Bình đã ghi nhận được hai đội bóng Yên Phong vào bán kết và hai đội bóng đến từ Hiệp Hòa Bắc Giang. Cuộc chiến đầu tiên đó là Mẫn Xá đối đầu với cầu thủ Tam Hợp. Chúng ta chờ đợi liệu rằng Mẫn Xá có trả lại được món nợ mà Quan Độ có thể lấy lại được món nợ mà Quan Độ đã mất không. Tam Hợp lùa bóng thi đấu rất máu lửa và đây khó chịu với những ngôi sao đã từng ăn tập chuyên nghiệp. Xin chào Định Marcelo nha. Ngày hôm nay trên sân thì có một siêu phẩm duy nhất thôi, nên là cũng hơi khó để có thể tìm kiếm những siêu phẩm đẹp. Xin chào Chủ tịch Ngọ Đông nha. Ok rồi, Trung Lạc hẹn Mẫn Xá chung kết giải Ngọ Xá. Nguy hiểm, cơ hội, còn dọc rồi. Dứt điểm rất mạnh đến từ vị trí của Tuấn Linh. Cột dọc đã từ chối siêu phẩm cho thủ Quan Độ. Tỷ số vẫn đang là 1-1 thôi, thời gian vẫn trôi đi. Trận đấu mà đối với Quan Độ ngày hôm nay thì họ sẽ thi đấu như một trận đấu tập thực thụ. Đương nhiên họ cũng sẽ muốn đặt mục tiêu đó là chiến thắng, thể hiện một sự chuyên nghiệp của mình ở những giải đấu lớn mà cầu thủ Quan Độ tham dự.
Đây rồi, cơ hội. Xin chào Nghiêm Quang, bình luận viên vào sân là Quan Độ bị xử thua luôn. Nguy hiểm, công vào. Cái cụ. Bỏ lỡ tiếp tục. Nghiêm Quang vừa nhắc đến thái cụ từ sau ông bỏ lỡ rồi. Nguy hiểm, cơ hội. Đấy là câu trả lời. Suýt chút nữa có bàn thắng vượt lên dành cho thủ Lạc Nhuế. Và hai đội thi đấu rất cởi mở anh em ạ. Một trận đấu mà hai đội đang thi đấu như kiểu một trận cầu biểu diễn. Đây rồi, rất kỹ thuật, nhưng bóng đi ra ngoài. Hội cổ động viên Hiệp Hòa đang tìm trọng tài anh Lè. Ok, ngày qua chắc trận Trung Lạc. Còn với đó là trận trong làng, thực sự rất nóng. Đây là Quốc Tùng. Quan Độ vẫn thi đấu rất chậm rãi rồi. Đây rồi, đường truyền thẳng chân đối phương. Thắng Marcelo. Bon. Đường truyền hơi khó rồi. Vẫn còn. Nghĩa còn. Bóng vẫn nguyên. Thay người. Thay trọng tài cho Quan Độ thay người. Tiến Linh là cầu thủ cho sân vào sân, đó là ngôi sao trẻ của Quan Độ, Nghiêm Vạn. Ok, Nghiêm Quang 9 bàn ở giải Ngọ Xá thì gần như là ăn chắc suất vừa vào lưới rồi. Nghiêm Quang chắc là giải đấu này an ủi cho Nghiêm Quang. Rất đáng tiếc khi mà không thể tạo ra những kỷ lục và những bàn thắng tiếp theo. Cú hat-trick của Nghiêm Quang là không đủ để giúp cho Quan Độ có thể vượt qua. Chỉ còn 2 phút bù giờ cuối cùng thôi. Quan Độ cũng đã không thể giữ lại được chiến thắng, nguy hiểm, không được. Cơ hội vẫn còn nguyên cho cao thủ Lạc Nhuế. Đây rồi, xuống biên cực hay, chuyền vào. Hơi chậm mất rồi. Nếu như đó mà là cầu thủ. Xin chào Tiến Thành nha. Chúc anh em Trung Lạc đã có một trận đấu quả cảm. Để có được tấm vé thứ hai dành cho Yên Phong vào bán kết. Hôm qua mà Trung Lạc đi nốt thì thực sự quá khó cho những đại diện đến từ Yên Phong. Họ mang tới 14 đội bóng tham gia giải Ngọ Xá Open. Và bây giờ thì 12 đội bóng đã ra đi rồi. Chỉ còn 2 đại diện duy nhất thôi. U21 Lạc Nhuế cũng đã vừa có một giải U21 khá thành công. Khi mà họ cũng đã tiến được vào những loạt trận tứ kết, chỉ đáng tiếc trong cuộc chiến cho thủ Mẫn Xá thì Lạc Nhuế đã thất bại trên loạt penalty. May rồi. Hôm nay thì ở sân vận động Anh Vũ cũng sẽ diễn ra khá nhiều những trận đấu hay anh em ạ. Những trận đấu để tìm ra những tấm vé còn lại. Tôi cũng đã xác định được 8 tấm vé rồi. 8 tấm vé đi tiếp. Bảng A thì gần như là Quan Độ chắc chắn đi tiếp rồi. Bảng B đó là Phù Lưu với 2 chiến thắng liên tiếp.
ở bảng C, các thủ Thân Thượng. Ở bảng D là đội chủ nhà Chi Long. Ở bảng E thì Mẫn Xá, Văn Môn cũng đã gần chắc đi tiếp rồi. Bảng F là Trung Lạc, Trung Lạc với 2 chiến thắng. Số 6 tên gì em ạ? Hiếu à? Gì Hiếu nhỉ? Thay người. Ok, chờ nốt. Anh em chơi tiếp. Đang bóng sống. Hùng Cá Rô thắng Marcelo. Ngày qua là ngày thi đấu mà Hùng Cá Rô cùng với lại thắng Marcelo thực sự vất vả. Đây rồi. Vẫn đi ra ngoài. Thay người. Như vậy là Lạc Nhuế thay người. Văn Toàn ra sân và vào sân, đó là Minh Hiếu. Xin chào Nguyễn Tiến Lộc nhá. Tiến Lộc thì bảo là Văn Đức, Đức Con cố lên. Chào tất cả anh em Lạc Nhuế đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Bon. Hôm qua Bon vào sân ở cuối hiệp 2. Tiếp tục là những tình huống phối hợp thiếu đi đột biến của cầu thủ Quan Độ, Nghiêm Vạn. Hùng Cá Rô này thì đấu như tiền đạo. Một trong những trung vệ. Cú sút. Đó là đường truyền cột 2 của Bon. Minh Hiếu rất bình tĩnh. Số vẫn là 1-1 thôi. Đây rồi anh em, siêu phẩm. Xin chào Nguyễn Văn Nam nhá. Minh Hiếu ghi bàn. Có bó hoa 5 lốc đến vị trí của Nguyễn Văn Nam. Ok Nam. Minh Hiếu mới vào sân. Đang cổ vũ cho Minh Hiếu để giúp cho thủ Lạc Nhuế có thể tạo ra bất ngờ. Không biết anh em Mẫn Xá của Long Châu đâu rồi. Vào cổ vũ cho thủ Quan Độ, không độ này dễ bay lắm. Ngày hôm nay hơi có mùi rồi. Hôm nay thì nhà cái đang đưa ra một tỷ lệ, đó là đồng banh. Khá nghi. Với tỷ lệ này thì chắc chắn là có mùi rồi. Chiến thắng cách biệt 1 bàn thôi. Đồng nghĩa với việc tấm vé sẽ thuộc về cầu thủ Lạc Nhuế. Cơ hội. Chưa có bàn thắng thứ 2. Hùng Cá Rô. Đấy, xin chào Hoàng Tú nhá. Đức Con ghi bàn, có 2 suất bún đậu thêm cốc trà đá. Sữa Singapore. Những món quà khá hay ho đến từ các anh em của Lạc Nhuế. Vẫn là chủ động Bon. Đây là cúp Tùng. Rất nhanh. Và cứ bóng trên chân của Hùng Cá Rô. Thay người anh ơi. Đấy, như vậy là Lạc Nhuế tiếp tục thay người. Đức Con ra sân và vào sân. Đó là Đoàn Pogba. Quan Độ thì có trụ Pogba. Lạc Nhuế thì có Đoàn Pogba. Nhưng hôm nay thì trụ Pogba không thấy mặt mũi đâu. Dứt điểm. Tiếp tục làm tình huống vượt bóng kỹ thuật nữa, nhưng đó là pha cản phá hay. Phạt góc dành cho thủ Lạc Nhuế. Có lỗi rồi. Sân số 1 ở trận đấu đầu tiên đó là Lạc Nhuế và Quan Độ, còn sân số 2 thì đó là cuộc chiến giữa Phú Mẫn và Đống Cao. Còn ở trận đấu thứ 2 trên sân số 1, cuộc chiến giữa Đại Lâm và Thân Thượng. Sân số 2 là Đông Xá và Ấp Đồn. Cũng đều là những trận đấu để tìm ra tấm vé khá hấp dẫn trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ diễn ra 4 trận đấu còn lại. Để tìm ra những đại diện tiếp theo đi vào vòng 1-8 ở giải Chi Long Open. Nghiêm Vạn. Vẫn là Nghiêm Vạn. Bon xuống đáy biên hay rồi. Quốc Tùng. Lần này
thì có bàn thắng thứ hai rồi, phối hợp như đã tập. Mọi người đã có bàn thắng thứ hai, đó là thắng Marcelo. Tỷ số là 2-1. Khó khăn rồi, lội ngược dòng thành công của tổ quan độ. Xin chào Mr. Đông. Mr. Đông thì nói rằng Nghiêm Quang vào sân lập hat-trick. Đêm nay mời đi hát xuyên đêm luôn. Có ok. Hơi khó cho Nghiêm Quang, hôm nay chắc là bận mất rồi. Không có mặt trên sân vận động. Trận đấu này sẽ là một trận đấu mà có thể nói là nhẹ nhàng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Nghiêm Vạn. Một quan độ thì họ sẽ cố gắng để có một trận đá tập. Còn với các thủ đây rồi, Lạc Duế. Không được. Văn Mạnh người đã dứt điểm ở khung thành trống, nhưng đó là dứt điểm không trúng đích. Cú sút từ xa, suýt chút nữa thì siêu phẩm. À, dứt điểm rất đẳng cấp đến từ môn bên phía Lạc Duế. Đó là Đình Tuấn. Suýt chút nữa thì có siêu phẩm dành cho Đình Tuấn. Giải đấu này thì chưa nhiều những thủ môn. Phải nói là chưa có siêu phẩm nào kiểu như vậy. Một pha dắt bóng lên giữa sân và một cú nã Đại Bác rất đẹp mắt. Lạc Nhuế mà không thể chiến thắng ngày hôm nay thì họ sẽ phải nói lời chia tay. Và họ chỉ còn một sân chơi duy nhất ở thời điểm hiện tại. Có lẽ là Thiểm Xuyên Open thôi, giải đấu ở sân 11. Ngày qua thì trận đại chiến Văn Môn, Derby Văn Môn cũng hấp dẫn ở giải Ngọ Xá. Khi mà Mẫn Xá đối đầu với Quan Đình. Lần đầu tiên họ đối đầu nhau giải đấu lớn. Hai đội đã bất phân thắng bại ở 60 phút thi đấu chính thức. Và sau đó trên loạt penalty thì Mẫn Xá đã xuất sắc hơn. Với một ngày tỏa sáng của Leo Bắc. Quan Đình đã tiếp tục nói lời chia tay giải đấu tiếp theo. Quan Đình cũng vừa chia tay giải U21 ở trong loạt trận tứ kết. Tốc độ là rất hay, cơ hội chưa được. Nghiêm Vạn đã không thể bằng kịp khi mà đường truyền đến từ Bon nó vẫn là hơi nhẹ. Tốc độ cực cao và sau đó là đường truyền Nghiêm Vạn. Không được rồi. Bên sân số 2 thì đó là một cuộc chiến giữa các thủ Phú Mẫn và Đống Cao. Tôi cập nhật thì đây vẫn đang là một tỷ số hòa không đều. Phú Mẫn ngày hôm nay họ về lý thuyết là chỉ cần cầm hòa cái thủ Đống Cao thôi là Phú Mẫn sẽ có được tấm vé đi tiếp. Đống Cao hôm trước cũng đã thua Phù Lưu với tỷ số là 5-3. Phú Mẫn đang có lợi thế về bàn thắng.
Thằng Marcelo. Suýt chút nữa thì kiến tạo rồi. Ok, Nghiêm Vạn lùi về hỗ trợ kịp thời dành cho thằng Marcelo. Và sau đó là pha đẩy bóng quá dài, phản công, chuyền vào. Cú dứt điểm luôn là một tư thế hơi khó đến từ cao thủ bên phía. Tiếp tục là pha dứt điểm nữa. Người đã dứt điểm là Quốc Tùng. Chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho thủ quan độ. Nhà người bắt bồ lê khá đẹp. Nhưng thủ môn bên phía cao thủ Lạc Nhuế đã làm chủ. Cuộc chiến bên phía cầu thủ Đống Cao và cầu thủ Phú Mẫn thì đang rất hấp dẫn. Suýt chút nữa thì có bàn thắng rồi. Chưa kịp quan sát nhưng nghe thấy tiếng kêu phát cột dọc luôn. Đáng tiếc cho cầu thủ Lạc Nhuế. Ta sẽ cùng theo dõi lại và đánh đầu nó đi vào mép trong rồi. Nhưng đáng tiếc là bóng lại cắt ngang khung thành. Cần một bàn thắng cho cao thủ Lạc Nhuế để giúp cho tinh thần bóng này cao lên. Họ chỉ cần chiến thắng với cách biệt một bàn thôi. Với Lạc Nhuế, ngày hôm nay họ rõ ràng không mang tới đội hình mạnh nhất. Nhưng mà thiếu vắng thì rất nhiều những ngôi sao. Bon. Quốc Tùng. Đây là Nghĩa Con. Đang chờ đợi rằng Lạc Nhuế có đẩy cao tốc độ. Họ cần phải passing tầm cao và thi đấu quyết liệt hơn. Điều quan trọng là quyết tâm. Thiếu đi niềm tin thì sẽ rất khó cho Lạc Nhuế. Quan độ mạnh như vậy thôi. Khi mà đối với đội bóng thi đấu cứng thì quan độ cũng khá e ngại. Đấy rồi. Xoay người, dứt điểm đi. Không được. Cơ hội. Quá điệu. Và xử lý hơi điệu đến từ cầu thủ bên phía Lạc Nhuế. Và bóng đi hơi cao. Bon. Nghiêm Vạn. Dứt điểm từ xa và dứt điểm của thằng Marcelo. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 cuộc chiến này. Tỷ số vẫn đang là 2-1 tạm nghiêng về đội bóng đến từ Văn Môn. Đây có sẽ là một giải đấu cân sức hơn, một giải đấu sẽ hy vọng nhiều hơn với Quan Độ. Ở giải đấu Ngọ Xá là một giải đấu có ngoại bình. Đối với Quan Độ thì họ lại không mang tới những ngoại bình ở giải đấu này. Với sức mạnh của những nội bình của Quan Độ thì cũng đã là rất ok rồi. Nhưng trong cuộc chiến ngày hôm qua thì họ đã không thể tạo ra được một sự lấn lướt trước một đội bóng có những ngoại bình chất lượng. Đó cũng là một phần tạo nên những thất bại của thủ Quan Độ. Vâng, đúng này, Tuấn Hưng cũng nổi tiếng còi khép lại hiệp 1 cuộc chiến giữa thủ Quan Độ và Lạc Nhuế. Hiệp 1 khép lại thì Quan Độ đang tạm thời dẫn trước Lạc Nhuế với tỷ số là 2-1. Đó, xin mời anh em chúng ta nghỉ trong ít phút để chuẩn bị quay trở lại với hiệp 2 của cuộc chiến này.
Và xin mời anh em tiếp tục quay trở lại với sân vận động Anh Vũ để cùng với chúng tôi theo dõi cú dứt điểm đầu tiên đến từ vị trí của Tiến Linh. Cuộc chiến cuối cùng của vòng loại bảng A giải bóng đá Chi Lăng Open lần thứ nhất năm 2022. Hiệp một khép lại thì Quan Độ đang dẫn trước Dù Lạc Nhuế với tỷ số là 2-1 với các bàn thắng của Hùng Cá Rô và thắng Marcelo. Lạc Nhuế có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng rồi sau đó họ lại để cho các thủ Quan Độ lội ngược dòng. Người đã ghi bàn thắng cho các thủ Lạc Nhuế đó là Văn Chiến, người cũng đã ra sân ở trong hiệp đấu thứ hai để thay cho vị trí của Xuân Sang. Lại những pha xử lý hay nhưng không vượt qua được, đó là Văn Toàn. Văn Toàn đã vào sân để thay cho vị trí của Cao Tới. Được chuyền vào, đó là hơi xỉa lưng đồng đội mất rồi. Anh em hãy hy vọng anh em cũng sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ cho cuộc chiến này, qua đó có thể tạo thêm những động lực và quyết tâm của cả hai đội bóng. Đặc biệt ngày này Lạc Nhuế họ rất cần một chiến thắng. Chúng ta chờ đợi sự quyết tâm của Lạc Nhuế trong hiệp đấu thứ hai này. Nghiêm Văn đẩy bóng là hơi dài. Cú sào 2K6, cú sào rất trẻ thôi. Ở bên sân số 2 tỷ số theo những thông tin đó là 1-1 rồi, một trận đấu cũng khá căng. Cú Mẫn cần ít nhất một kết quả hòa, còn với các thủ đống cao họ cần chiến thắng. Thắng Marcelo, Nghiêm Văn cột dọc bất rồi, có lỗi của Nghiêm Văn. Rất đáng tiếc khi mà Nghiêm Văn đã không thể có bàn thắng đầu tiên trong cuộc chiến ngày hôm nay. Này thì không thấy anh em Mẫn Xá của Chi Lăng đâu, à của Long Châu đâu, chưa thấy comment nào, không biết là cổ vũ cho Quan Độ hay là đang kiểu thở oxy đây. Quan Độ vẫn đang thi đấu khá hay thôi, cách biệt thì vẫn chỉ là một bàn. Đương nhiên các cầu thủ Lạc Nhuế cần ít nhất hai bàn nữa. Cú sút xa khá chất lượng nhưng bóng đi hơi chạy cầu dọc, đúng dứt điểm của Cao Trung. Có lỗi rồi, người đã phạm lỗi đó là Tiến Linh. Cao Trung vẫn đang thi đấu khá nhiệt, một trong cầu thủ quan trọng của cầu thủ Lạc Nhuế. Anh em thả tim nếu như tin rằng cầu thủ Lạc Nhuế lội ngược dòng thành công nhá. Còn hãy like nếu như mà anh em tin là Quan Độ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Đi bóng rất hay, Cao Trung không được. Nghĩa Con, Hùng Cá Rô, ngày qua có lẽ đáng tiếc nhất đó là trận đấu của Ô Cách đối đầu với cao thủ sút xa không vào, phạt góc cho cao thủ Lạc Nhuế. Ô Cách đối đầu với Trong Làng, trận đấu mà Ô Cách đánh giá cao hơn rất nhiều với một đội bóng 8x của Trong Làng. Bóng được đánh giá không quá cao, phải nói là yếu nhất ở trong loạt trận tứ kết, nhưng họ lại bất ngờ giành chiến thắng trước Ô Cách. Một trận đấu mà Ô Cách đã thi đấu không hay trong hiệp 1 và họ đã để thủng lưới, và sau đó thì hiệp 2 Ô Cách đã không thể lật kèo thành công. Trận đấu mà Ô Cách đã thiếu vắng đi những ngôi sao quan trọng như là Quân Chùa, với đó là những ngoại binh như là Đông Văn Đào hay là Tấn Asiang nữa. Cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất ở vòng 3, ở vòng loại vòng 1-8 của giải Ngọ Sáo Bần. Đó cũng là những lý do mà tạo nên được thất bại của cầu thủ Ô Cách.
Nhưng với đội hình ngày hôm qua của Okach thì họ cũng đủ sức để có thể chiến thắng. Xin lỗi, hôm qua là Okach gặp Ngọc Liễn. Ngọc Liễn là đại diện được đánh giá thấp nhất, nhưng họ lại có tấm vé vào bán kết. Thay người, vâng, trọng tài cho Tụ Lạc Nhuế thay người. Văn Toàn ra sân, vào sân đó là sự quay trở lại của Đức Con. À, xin lỗi, Văn Đoàn. Đoàn Pogba. Đoàn Pogba là thủ cho sân, vào sân đó là sự quay trở lại của Đức Con. An toàn rồi. Tiến Linh. Vẫn là Tiến Linh. Không được. Lạc Nhuế đang quyết tâm hơn ở trong hiệp đấu thứ hai này. Đây là Cao Trung. Mở cánh rất thoáng của Cao Trung dành cho Văn Toàn. Văn Toàn. Đường truyền thì nó lại không tốt. Đúng, Cá Rô. Cá Rô. Cá Rô, Cá Lóc. Không được. Và xử lý không thành công đến từ Cá Rô, Cá Lóc Cóc. Xin chào Tuấn Dương nha. Để dự đoán Trung Lạc với Ngọc Liễn ở bán kết 1. Thì đương nhiên là theo những số liệu thống kê. Vì đó là những nhận định đưa ra là chắc chắn là Trung Lạc đánh giá cao hơn rất nhiều rồi. Nhà cái thì đưa ra tỷ lệ độ là Trung Lạc chấp 1 đứt. Trung Lạc nếu như họ đủ binh hùng tướng mạnh, trận đấu tứ kết thì họ cũng đã thiếu vắng đi một vài ngôi sao quan trọng như là những cường tay gơ, vì đó là những dứt điểm không vào. Trọng Thuần nữa, hai cầu thủ cũng rất quan trọng của Trung Lạc đã không thể góp mặt trong loạt trận tứ kết. Còn với trận đấu giữa Mẫn Xá và Tam Hợp, đó thực sự là một trong trận chiến khó lường. Tam Hợp họ có những ngôi sao đẳng cấp, còn Mẫn Xá thì họ có một đội hình đồng đều, cùng với đó là một lối chơi thương hiệu rồi. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn nghiêng về Mẫn Xá thôi. Mẫn Xá họ chơi vẫn một lối chơi lấy nhu thắng cường, còn với lối chơi của các thủ Tam Hợp, họ chơi đầy sức mạnh. Lối chơi đó nó tương đồng với Quan Độ. Nó tạo ra một trận đấu nảy lửa. Thắng Marcelo. Nghiêm Vạn. Không được. Còn anh em đánh giá sao về những trận đấu đó thì anh em có thể cho ý kiến. Ok ạ, vâng. Vừa rồi thì ban tổ chức cũng đã tiếp nhận được tiếp tục những món quà donate đến từ các đội bóng, và đó là Đống Cào đã tài trợ cho giải đấu này 1 triệu đồng. Vâng, thay mặt ban tổ chức gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất tới FC Đống Cào, một trong những khu vực cũng có những nền bóng đá phát triển rất mạnh, với đó là những tinh thần mang tới giải đấu này tuyệt vời. Cũng chúc cho Đống Cào cùng với tất cả các ban lãnh đạo của cầu thủ cũng sẽ luôn có sức khỏe, với đó là thật thành công ở mùa giải này. Đấy rồi, cơ hội tấn công cho Ngọc. Không được. Đường truyền nó là quá sâu đến vị trí của Cao Trung. Chống là cực nhiều trong pha bóng đó. Đáng tiếc,
Lạc Nhuế đã không thể phối hợp tốt. Cao Trung cần phải nhanh hơn. Vẫn là Lạc Nhuế xuống biên rất hay. Cơ hội hai đều rồi, rất hay. Có mùi rồi, tỷ số là hai đều. Với một tâm lý như thế này thì bàn thắng thứ ba dành cho Lạc Nhuế nó đến có thể ở bất kỳ thời điểm nào. Tâm lý đương nhiên là cũng là một điều mà cao thủ Quan Độ hôm nay không thể có được sau thất bại ngày hôm qua. Họ chưa kịp quay trở lại. Về cơ bản thì Quan Độ thua ngày hôm nay không sao cả. Có lẽ họ cũng muốn hướng tới một chiến thắng để lấy lại sự tự tin và quên đi những nỗi buồn. Để tiếp tục đến với giải đấu này. Tiếp tục với giải đấu này và tiếp tục cho những mục tiêu cao nhất mà họ đã mong chờ từ rất lâu rồi. Cũng đã rất lâu rồi chúng ta cũng chưa thấy được Quan Độ tiến sâu ở những giải đấu lớn. Một trong những mùa giải mà họ đang đủ binh hùng tướng mạnh. Một trong những mùa giải mà Quan Độ đang đặt những mục tiêu cao nhất. Cùng cá rô, cùng dứt điểm của thắng Marcelo. Và phối hợp quen thuộc của cá rô và cá lóc. Vâng, xin chào Thế Nhu nha. Ô cách phòng xá thì ngày mai sẽ đá. Ở diễn biến các bảng EFGH thì sẽ đá vào ngày mai. Còn ngày hôm nay sẽ đá nốt những lượt trận còn lại ở bảng ABCD. Phòng xá ô cách mai đá trận cuối cùng. Và theo lịch thi đấu thì sẽ là ngày mai sẽ chỉ đá sân 1 mà thôi. Trận 4, phòng xá ô cách sẽ đá trận 4 vào khoảng tầm 20:30. Xin thông báo tới các quý vị cùng với Thế Nhu nha. Anh em có thể thu xếp thời gian để theo dõi và cổ vũ cho câu lạc bộ bóng. Và xin mời hai bóng tiếp theo đăng ký danh sách để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai. Xin mời Đại Lâm và Tân Thượng. Đông Xá Ấp Đồn. Sau trận đấu này sẽ là hai trận đấu tiếp theo. Đây rồi, cơ hội phạt công. 2-1, quá đáng tiếc. Và xử lý hơi chậm đến từ cao thủ bên phía Lạc Nhuế và họ đã không thể tạo ra được bàn thắng thứ ba. Anh em Lạc Nhuế đâu rồi? Cổ vũ bơm thật đô binh nhiều đi nào. Để giúp cho Lạc Nhuế có thể tạo ra động đất. Xuống biên, cơ hội! Và đó là bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ Quan Độ. Lạc Nhuế vừa bỏ lỡ. Và ngay lập tức họ đã phải trả giá rồi. Một pha phản công đơn giản của cầu thủ Quan Độ và họ đã có được bàn thắng thứ ba. Người có được đó là Nghiêm Vạn. 3-2. Đẩy Nhuế lại trong vai kẻ theo đuổi nữa rồi. Kẻ theo đuổi ánh sáng rồi, rất có. Họ cần phải vượt qua chính mình. Lỗi rồi. Một pha vào bóng khá mạnh. Đến từ vị trí của Tiến Linh, thay người. Lạc Nhuế thay người, Cao Trung ra sân. Vào sân đó là sự quay trở lại của Văn Chiến. Cao Trung cũng đã rất cố gắng rồi. Chú bóng đang là Văn Chiến. Mở biên.
phối hợp không thành công và cắt bóng tốt của Nghiêm Vạn, lỗi rồi. Một nửa thời gian hiệp 2 đã trôi đi, vẫn còn khá nhiều thời gian. Cơ hội không phải hết dành cho Thủ Lạc Nhuế, cách biệt nó chỉ là một bàn mà thôi. Hùng Cá Rô. Nghiêm Vạn. Thắng Marcelo. Hùng Cá Rô. Mất bóng rồi. Vẫn còn. Rất bình tĩnh. Văn Toàn. Vẫn là cầu thủ Lạc Nhuế. Mình hiểu. Chuyện sau đó thì lại hơi khó hiểu. Dù sao hôm nay các thủ Lạc Nhuế lại yếu bóng vía đến như vậy. Họ không thể chiến thắng được chính mình. Với Quan Độ ngày hôm nay dứt điểm. Với Quan Độ ngày hôm nay họ không hề quyết tâm như những trận đấu thường lệ. Và đây sẽ là một cơ hội cực tốt cho thủ Lạc Nhuế. Nhưng điều quan trọng là tinh thần của thủ Lạc Nhuế thì lại đánh mất đi từ hiệp 1 rồi. Và vẫn có những khoảng cách, những khoảng thời điểm. Bàn thắng thứ tư rồi, đó là Tiến Linh, quá đơn giản. Khoảng thời gian là rất ít của cầu thủ Lạc Nhuế hôm nay cho một sự quyết tâm để giành chiến thắng trước cầu thủ Quan Độ. Nếu như họ cứ tiếp tục giữ một tinh thần như vậy thì quá khó. Chúng ta hãy chờ đợi. Minh Hiếu, Đức Còn. Tiếp tục là thủ Lạc Nhuế, cách biệt là hai bàn. Chuyền dài rất chính xác của Minh Hiếu. Thay người, vẫn trọng tài cho cao thủ Lạc Nhuế thay người. Cao tới tiếp tục vào sân. Và ra sân đó là Văn Mạnh. Thắng Marcelo, Quốc Tùng. Chuyền không thành công. Và sau đó cũng không thể có một pha bóng phản công dành cho cao thủ Lạc Nhuế. Bên sân số 2 thì Phú Mẫn đang dẫn trước Đống Cao với tỷ số 3-1. Khá bất ngờ. Đống Cao cũng là một trong đội bóng thi đấu khó chịu ở giải đấu này. Họ cũng đã mang tới một đội hình với những ngôi sao trong đội hình. Điển hình như là Hồng Hường, ngôi sao của Hotspot. Nhưng hiện tại thì họ đang để cho các thủ Đống Cao dẫn trước với tỷ số là... Vì sân số 2 thì cameraman đang có một thế hơi ảo, khuôn chùa. Vậy tại nhà chúng ta không thể đòi hỏi Quan Độ thi đấu cháy được. Dứt điểm từ xa. Đôi khi nhà nó bảo là phải
nhả độ một tí. Bây giờ chơi căng quá thì lần sau ai dám chơi. Rất nỗ lực của thủ lạc Nhuế, nhưng đây là một cơ hội tốt dành cho các thủ lạc Nhuế, nhưng có điều là họ lại không thể thể hiện được bản thân mình mà thôi. Cơ hội Hùng Cá Rô, liên tiếp là những pha xử lý kiểu đội bóng thiếu lầm, những sở kiều kiểu toàn MMA đến từ cái thủ quan độ rồi. Bay người trên trung không, trên không trung và sau đó là chuyền bóng. Anh em tạm biệt Lạc Nhuế hơi vội, cơ hội là vẫn còn. Quốc Tùng không vào. Anh em phải đặt niềm tin nhiều vào cầu thủ Lạc Nhuế đấy ạ. Dứt điểm từ xa, lần này thì xuất sắc rồi. Chưa có bàn thắng thứ năm. Chưa có bàn thắng thứ năm. Hiệp Vạn. Đúng Cá Rô. Cùng dạo chơi của thủ quan độ. Hay rồi, Đức Con. Rất nhanh nhưng không vượt qua được, đó là Nghiêm Vạn. Nghiêm Vạn cũng rất nhanh. Đức Con và Nghiêm Vạn nhìn kiểu như là chị cha Na Thít cùng với Quang Hải vậy. Phản công cho đây rồi, 3-1. Làm gì đây? Vẫn không vào. Nghĩa Còn đã quá xuất sắc trong pha bóng này và phạt góc dành cho cầu thủ Lạc Nhuế. Dứt điểm ở tầm cỡ gần nhưng cũng dứt điểm nó là chưa đủ độ khó, vẫn chưa được. Phạt góc thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta tìm ra những tấm vé đi tiếp và đồng nghĩa với việc sẽ phải chia tay. Cơ hội quá đáng tiếc. Để bóng trôi qua ở những tình huống như vậy thực sự quá đáng tiếc cho thủ Lạc Nhuế. Tiến Linh. Linh không vượt qua truy cản của hậu vệ bên phía Lạc Nhuế. Tiếp tục là phản công. Cơ hội đối mặt. Làm gì? Vẫn không vào. Quan độ vẫn đang khá thoải mái. Thì họ cũng không muốn lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Nhưng điều quan trọng là Lạc Nhuế lại chưa thể có bàn thắng thứ ba. Anh Việt vẫn là 2 bàn thôi. Biên lỗi rồi. Bóng biên di chuyển. Anh em cứ chờ đợi đi. Với thế trận này Lạc Nhuế rất dễ lật kèo. Họ chỉ cần quyết tâm hơn thôi. 5 phút 2 bàn là chuyện hết sức bình thường. Đây rồi. Vẫn chưa ghi bàn. Quan độ có lẽ không muốn ghi bàn thêm. Bây giờ mà ghi bàn thêm thì Lạc Nhuế vỡ trận mất. Tiến Linh cắt bóng tốt rồi. Minh Hiếu đường chọc khe rất hay. Hùng Con lại bóng chạm tay rồi. Đức Con đã để bóng chạm tay. Nghiêm Vạn không vượt qua được, đó là Minh Hiếu. Lỗi của Nghiêm Vạn. Cơ hội thắng Marcelo vẫn chưa vào. Tuyến hai, Nghiêm Vạn. Lỗi rồi. Đúng là quan độ không muốn ghi bàn nữa thì phải. Phản công. Đây rồi, Minh Hiếu dứt điểm đi. Công được cột hai thay người. Đức Con ra sân. Để vào sân đó là sự quay trở lại của Cao Trung. Anh em chờ đợi. Lạc Nhuế đang cố gắng tập trung rồi. Thay người chúng ta sẽ phải chờ coi.
không được. Nghiêm Vạn, Quốc Tùng mở biên rất toàng, nó là hơi mạnh so với đà di chuyển đến từ vị trí của Tiến Linh. Anh em cứ tin thì Lạc Nhuế sẽ lật kèo ở những phút cuối cùng, 5 phút chính thức cùng với đó là những khoảng thời gian bù giờ nữa. Một bàn thắng rồi, đây rồi, làm gì xuống biên, hơi khó hiểu. Đấy, có hiểu cho pha xử lý vừa rồi đến được Xuân Sang. Xuân này con không về rồi. Đúng là ngày hôm nay thì Lạc Nhuế sẽ phải hát ca khúc Xuân này con không về. Đây là ca sĩ Bàng Kiều, rất nghệ sĩ, thắng Marcelo. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Làm gì đây, 2 đánh 1, dứt điểm đi. Đây, vào. Tỷ số là 3-4 rồi. Đó là Cao Trung thay người. Vâng, thay người, thay người. Minh Hiếu ra sân, vào sân đó là Đoàn Pogba. Chúng ta sẽ chờ động đất, khách biệt một bàn. Thời gian vẫn còn, mới phút thứ 57 thôi anh em ạ. Anh em Mẫn Xá của Long Châu đâu rồi? Hùng cá lóc. Vẫn là Hùng cá mập. Có lỗi. Hùng cá mập đã bị phạm lỗi rồi. Với cái tên Hùng cá rô này có lẽ phải nên chuyển thành Hùng cá mập, Hùng sắc. Để hợp lý hơn. Với một lối chơi kiểu săn mồi đầy sức mạnh. Bàng Kiều, Nghiêm Vạn. Đây rồi, phản công đi. Cơ hội đây rồi, dứt điểm. Trời ơi. Trần, toàn những tiền đạo Trần gỗ quý. Ngày này chắc là anh em tập huấn ở Hoành Gia Lai về sao? Lên rừng đốn gỗ nhiều, thành chân gỗ hết rồi. Tiến Linh, Nghiêm Vạn. Đấy rồi, phản công. Chuyển đi. Hay rồi. Cao Trung, kịp không? Vẫn còn. Cơ hội. Ôi giời ơi, bán đỏ như thế mà không vào. Ông Bàng Kiều, ông kiến tạo như vậy mà vẫn không ghi bàn, chịu luôn. Lại là bàn chiến anh em. Không biết là mua Bàng Kiều bao nhiêu mà ông Kiều ông bán đỏ lộ thế. Không cá rồ. Không được. Đây rồi, Bàng Kiều lại kiến tạo đi. Không. Hùng cá rô. Cơ hội vẫn còn. 2 đánh 1, 3 đánh 1. Nào, được chuyển sang. Sao của đấy Hùng Kiều ông không bỏ nhỉ? Phá bóng ngon thật. Hùng cá rô. Thời gian vẫn còn anh em ạ. Bây giờ mới phút 40 rồi. Bây giờ phút từ 40 cộng 20 thôi anh em ạ. Thời gian vẫn còn, tôi Lạc Nhuế. Thắng Xích Lô. Hùng cá mập. Bóng đi hết. Không có phạt góc cho Hùng cá mập. Phản công đi nào. Bình tĩnh nào. Thời gian vẫn còn rất nhiều, rất nỗ lực. Còn 10 phút nữa rồi anh em cố gắng nào. Ok, còn 30 phút.
Em xin thông báo anh em là trọng tài Tuấn Hưng vừa giơ ba ngón tay đồng nghĩa với còn 180 giây nữa. Cho nỗ lực của các thủ lặc như thế, cơ hội vẫn còn, đây rồi. Không được, rất chắc chắn đến từ nghĩa còn. Nghiêm Văn, Nghiêm Văn, ôi dẫm bóng. Lỗi trước, có lẽ tác động và sau đó làm cho Nghiêm Văn dẫm vào trái bóng rồi. Chứ không phải là Nghiêm Văn cố tình dẫm bóng anh em ạ. Đấy, nhận định rất chính xác rồi. Ta sẽ còn khoảng hơn 100 giây nữa cho nỗ lực của thủ lạc Nhuế. Thời gian nó còn rất nhiều. Quan Độ vẫn đang với một cách biệt chỉ là một bàn thôi. Sút xa! Không có siêu phẩm. Không có siêu phẩm cho ca sĩ Bàng Kiều. Phạt góc. Hôm nay thì anh em lạc Nhuế đang thực sự là những nghệ sĩ thực sự. Phạt góc tiếp theo. Lại thích ăn thẻ rào. Ngày hôm nay trận đấu này đang hơi khát thẻ. Cao Trung không nghe tiếng gì. Bàng Kiều. Phản công. Vẫn còn. Thời gian còn khoảng gần 100 giây nữa. Nghiêm Văn. Đây là. Và dứt điểm đến vị trí của Quốc Trung. Quốc Tùng. Đáng xích lô. Này thắng đá như đúng như chiếc xe xích lô vậy. Rất chậm rãi rồi. Nhẹ nhàng kiểu như đi chơi, đi du lịch vậy. Phản công. Thời gian vẫn còn. Trận đấu sẽ còn khoảng gần 100 giây nữa. Cơ hội. Xuống đáy biên tốt. Dứt điểm. Vẫn không vào. Ngày hôm nay thì có lẽ là lạc Nhuế không mua thủ môn rồi. Nghĩa còn thi đấu rất hay. Cắt bóng tốt. Nào. Thủ môn đi bóng như Đòi ở. Đúng rồi. Cao Trung. Bắn chìm. Cá rô. Đây rồi, biểu diễn. Vâng, đúng lúc này tiếng còi của trọng tài Tuấn Hưng đã vang lên để khép lại cho cuộc chiến cuối cùng của lạc Nhuế, để họ chính thức nói lời chia tay giải đấu này. Trận đấu mà họ đang mang tới những tiết mục tấu hài rất hấp dẫn. Một chiến thắng nghẹt thở dành cho thủ Quan Độ hôm nay, họ chính thức có được hai chiến thắng sau hai lượt trận. Quan Độ cũng đã nhập vai cực tốt với những cầu thủ đã thi đấu không nhập vai nhất ngày hôm nay, đó là Nghĩa Còn, khi mà đã quản phá rất nhiều những bàn thắng của thủ lạc Nhuế. Nếu như Nghĩa Còn không cản phá tốt thì có lẽ là Nhuế giành chiến thắng rồi. Trong buổi tường thuật chúng tôi đến đây kết thúc.